Chi đi bộ một hồi mệt quá trời rồi, đòi ba cổng nè cô chú. Hôm nay lý do mà ảnh đứng đây ảnh ủi đồ á là ảnh đang nhìn xuống cái dưới kìa. Mình sẽ ăn cùng với khoai tây và có cái chén muối ớt nữa nè mọi người. Cánh gà mình nướng có mật ong đó, rất là vàng đẹp luôn. Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sáng nay là chủ nhật mọi người. Thì hôm nay nhà mình không có kế hoạch là làm cái gì hết, mà hôm nay trời không có mưa đó, cho nên là sẽ dẫn em Chi đi công viên, cho Chi đi chơi một chút và đi dạo thì sẽ về nhà thôi. Tại vì ngày mai thứ hai là Tony sẽ quay lại công việc rồi. Mình sẽ vào đây ăn trưa, uống cà phê xong rồi đi dạo công viên hết mọi người. Chị xin chào bà cô chú. Xin chào con bà cô chú. Bây giờ vừa tới công viên, đã vô tới trong công viên rồi mọi người, nhưng mà đang ăn trưa uống cà phê xong rồi mới đi dạo đi chơi. Cảnh rất là đẹp mọi người. Công viên rất là lớn luôn các bạn. Đây là cái công viên lớn nhất ở Liverpool đó mọi người. Cuối tuần hôm nay trời không có mưa cho nên là rất là đông luôn. Đồ ăn đã ra tới rồi nè cô chú ơi. Đã ăn xong rồi nè cô chú. Em Chi hôm nay đi chơi mang theo cái giỏ, nhìn thấy cưng không kìa. Em Chi bỏ theo mấy cục kẹo ở trong cái giỏ đó, bây giờ đang ngồi lấy ra ăn cười hí hửng kìa cô chú. Vì ba Chi Chi hay đi công tác suốt đó cô chú, cho nên là khi nào mà ba ở nhà là Chi rất là vui luôn. Đi theo ba như vậy đó, cứ mỗi ngày sáng ra Chi ngủ dậy câu đầu tiên Chi hỏi là mẹ ơi ba đâu rồi. Chi thức dậy mà thấy ba ở nhà đó Chi vui lắm. Còn ngày nào mà dậy mà mẹ nói ba đã đi làm rồi là Chi buồn lắm. Ơi rồi đi lít không. Chi đi bộ một hồi mệt quá trời rồi, đòi ba cổng nè cô chú, chịu nổi không. Công viên này bây giờ mùa đông đó, lá rụng hết trơn rồi các bạn, cho nên là nhìn cây cối nó trơ trọi ha, lạnh lắm. Hôm nay đi ra ngoài đây có gió hiu hiu nè, lạnh đó. Dịch nó lại Chi kìa. Hồi nãy giờ Chi mong đợi nhất là tới cái khúc này nè cô chú. Bây giờ đi về thôi mọi người. Buổi chiều bây giờ trời đã có nắng rồi nè các bạn. Nhà mình không có ở trong trung tâm của thành phố Liverpool nha mọi người, mà ở ngoài rìa của thành phố, cho nên là nó cũng hơi vắng vẻ ngoài đây. Nhưng mà Tony thì không có thích ở trong thành phố, rất là đông đúc và bận rộn, và ở xa cái đường cao tốc đó. Tony thích ở ngoài rìa như vậy, ở khi mà đi làm đi đâu á thì mình đi ra cái đường cao tốc nó sẽ nhanh hơn mọi người. Ở trong thành phố thì luôn luôn kẹt xe và đông đúc ồn ào, cho nên là ảnh cũng không có thích ở trong cái thành phố đâu. Tony hôm nay ủi đồ nữa nè cô chú. Tuần sau là Tony sẽ đi công tác vào ngày thứ 3 cho đến thứ 6 luôn mới về. Đó. Hôm nay lý do mà ảnh đứng đây ảnh ủi đồ á là ảnh đang nhìn xuống cái dưới kìa. Nhìn xuống cái ra xe. Cái xe ở trong cái ra đó là do là trời mưa đó, lâu ngày không có chạy đó. Cho nên là ảnh mở máy để cho nó chạy cho nó nóng máy nè mọi người. Và vừa đứng đây ủi đồ mà vừa canh cái xe luôn. Dễ sợ không? Đó.
You said I'm doing the ironing while watching the car outside. Yeah. Yeah. I hear you say gaga. garage. Garage. What's the word for garage? Vietnamese, I said gaga. Garage? Yeah. That's why I heard you. Yeah. Yeah, see? Bây giờ trong lúc mà ảnh đang ủi đồ thì mình sẽ đi ship đồ mọi người. Cái đồ này hôm qua, cái thùng đồ này hôm qua giặt vẫn chưa có ship, bây giờ sẽ ship. Tối hôm qua là hai anh của Chi ngủ ở đây nè. Đó. Trời lạnh quá là phải lấy thêm một cái mền nữa, đắp hai cái mền luôn cô chú. Đây là cô chú, hai vợ chồng mỗi đứa một phòng thông nhau, vừa làm việc vừa trò chuyện. Tony thì đang ủi đồ, mình thì xếp một đống đồ ở đây đó, thấy ghê chưa? Nhưng mà ảnh sắp xong rồi, mình mới có bắt đầu thôi à. Giờ làm tiếp mọi người ơi, làm nhanh được đi xuống dọn dẹp với nhà bếp và nấu ăn tối nữa. Hôm nay là chủ nhật thì mình cũng có một cái ngày rất là gọi là sao thư giãn đó, không có làm nhiều, tại vì Tony làm việc một tuần bận rộn rất là mệt rồi, cho nên ngày chủ nhật thì chỉ có như vậy thôi, không có hành ảnh làm nhiều quá, ảnh mệt đó. Ngày mai bắt đầu anh sẽ quay lại công việc rồi mọi người. Anh Tony hôm nay chủ nhật vẫn còn làm việc nè cô chú. Hôm nay ảnh sẽ làm báo cáo thuế thu nhập cá nhân đó mọi người. Tại vì bình thường nếu như mà một năm mà mình thu nhập cao hơn cái tiền lương hồi năm ngoái đó là mình sẽ phải báo cáo thuế, người ta sẽ thu thuế nó, truy thu thuế nữa đó mọi người. Mọi người, chiều nay mình sẽ làm món cánh gà nướng nha mọi người. Cánh gà nướng thì chỉ có Kim với Chi ăn thôi, còn ba của Chi là không có thích ăn những cái có xương này đâu mọi người, cho nên là ba Chi sẽ nấu một cái món khác. Mình sẽ cho cánh gà ra ngoài đây và mình bóp muối á mọi người, cho nó sạch cái mùi hôi á, nó sạch với lại nó không có hôi. Cứ cho muối lên cái cánh gà này nè, xong rồi mình sẽ massage đều luôn. Làm ở trong đây luôn. Mình cứ massage như vậy nè, mình để khoảng 5 phút các bạn. Xong rồi mình sẽ rửa lại. Mình cứ rửa lại bằng nước lạnh thôi. Thì giờ nó sạch mà nó đỡ hôi nữa đó. Cứ massage như vậy đó. Bây giờ mình sẽ sử dụng nguyên liệu để ướp gà ha mọi người. Tại vì Kim nướng cho Chi ăn đó, cho nên là mình không có dùng ớt. Dùng ớt thì Chi nó không có ăn được cô chú. Nên mình sẽ cho củ hành nè, tỏi, và cho thêm mấy lát rừng nữa nha cô chú. Mọi người có thể cho bột ngọt, nhưng mà mình không ăn bột ngọt á, cho nên là mình sẽ cho dầu hào. Một muỗng canh nước mắm. Mình cho hai muỗng canh nước mắm nha cô chú. Mình sẽ cho thêm hai muỗng canh dầu ăn nữa mọi người. Kim sẽ không có dùng đường mà Kim sẽ dùng mật ong nha mọi người. Mình sẽ cho hai muỗng mật ong. Mật ong mình nướng thì nó sẽ có màu đẹp hơn các bạn. Hai muỗng mật ong nè. Thì mình sẽ xay nhuyễn ha các bạn. Sau khi mình xay xong mình sẽ cho ra đây lọc lại ha các bạn. Mình lọc lại để khi mình ướp thịt gà đó, mình nướng nó sẽ không có bị khét mọi người. Những cái này nè nó sẽ không có bị cháy đen á.
nó xong rồi đó. Gà lúc nãy mình rửa xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vô đây ướp luôn. Mình cứ ướp đều cái thịt gà này khoảng 30 phút đến 1 tiếng là được. Rồi xong mà mình sẽ bỏ vô lò nướng. Rồi mình cứ ướp ở đó đi, một hồi nữa mình sẽ nướng. Gà mình sau khi đã ướp được khoảng 40 phút rồi đó mọi người. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị cho vô lò nướng nướng. Đây nè, mình sẽ xỏ cái tâm vô như vậy nè, để một chút nữa nướng đó, cho cái cánh gà của mình nó thẳng gì cho nó đẹp nè mọi người. Đấy. Xong rồi nè các bạn, bây giờ mình sẽ chuẩn bị cho vô lò nướng. Thì mình sẽ trở bề nha mọi người, mình sẽ trở bề và mình nướng tiếp. Trước tiên thì mình sẽ quét lên một cái lớp mà lớp nước sốt lúc nãy á. Mình sẽ để vô miếng tiếp ha mọi người. Chi nóng nha Tina. Đây nè, ngon quá trời luôn á. Ngon quá chị ơi. Bữa tối đã xong rồi nè các bạn, xin mời tất cả mọi người nha. Mình sẽ ăn cùng với khoai tây và có cái chén muối ớt nữa nè mọi người. Có rau sống, cánh gà mình nướng có mật ong đó, rất là vàng đẹp luôn các bạn.